ở lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần. Nếu cậu ngồi mẹ nhung tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn hiu hiu, rong chơi nhau. Xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip này xin gửi đến các bác một bộ cấu hình, cũng như là giới thiệu các bác một đôi loa mà rất là đặc biệt. Xin nhấn mạnh lại từ đầu video là một đôi loa rất đặc biệt và không phải ai có tiền cũng mua được các bác nhé. Xin nhấn mạnh lại một lần nữa, không phải ai có tiền cũng mua được các bác. Em xin nhấn mạnh nhé. Và đây là một đôi loa của Mỹ cổ các bác. Rất là hiếm, trên thế giới người ta chỉ sản xuất theo số lượng các bác nhé. Em nhớ không nhầm thì những đôi loa như vậy, cái căng này nặng về đâu đó phải tầm độ hơn 4 cân, 5 cân gì đấy, rất nặng các bác nha. Và nó đẹp không một tì vết xước luôn các bác nha, từ loa cho đến e-căng tất cả mọi thứ luôn. Thì đôi loa này xin báo giá đầu video các bác luôn, giá 32 triệu đồng. Bác nào thật sự cần những chất âm của high-end, đây là một trong những dòng loa high-end của Mỹ, high-end sản xuất bằng tay thủ công 100%, từ thùng loa cho đến e căng thứ đục khoét bằng tay hết các bác nha. Và nó có sử dụng bằng cái chất liệu thùng là thùng gỗ lạ, rất là đẹp, còn đẹp như mới. Cái thùng loa này các bác nha, nó không có một vết xước gì luôn, các bác lưu giúp em, không có một tì vết xước và chưa có dầu bóng xịt bóng gì hết. Và sử dụng một con bát 30 các bác. Bát 30 có 5 cân vải xếp và sờ vẫn dấp dính này các bác, mềm nhũn, độ nhạy về. Độ nhạy em xem trên thông số của trang web thì nó là 102 dB các bác. Độ nhạy rất cao, 102 dB, cực kỳ nhạy các bác nhá. Chạm bắt nó đong đưa cái màng, chạm nhẹ cái đong đưa cái màng luôn, đong đưa như sóng các bác đó. Và sử dụng 6 đường tiếng 6 driver, và crossover của nó lần trong thì rất gấu. Đôi loa này nặng đâu đó phải tầm gần 40 cân các bác. Một chiếc loa này rất nặng, một chiếc nặng gần 40 cân, 30 mấy cân đấy các bác. Và một đôi này nó nặng đâu đó là gần tạ các bác ạ. Và đôi loa này xin đo các bác xem thông số đây ạ. Em đang ghép vào chiếc âm ly Marzahn có giá là 10 triệu các bác nhé. Chiếc âm ly Marzahn 2030 đẹp như mới luôn, đẹp xuất sắc như mới. Thời điểm này là thời điểm 2020, những con Marzahn như vậy không bao giờ dưới 12 triệu. Không dưới 12 triệu nhưng đẹp như mới này các bác. Xuất âm tụ to đùng như cổ tay luôn. Ba con tụ rất to, nặng trịch, đánh sò nhôm các bác nhé. Con này thì để các bác nhé, giá là 10 triệu tròn con Marzahn này. 2230, đây một trong những dòng đẳng cấp high-end các bác, xuất âm tụ, chất âm cực kỳ hay. Và với các bác có thể xem là thông số đôi loa này về chiều rộng nó là 56 cm các bác, rất là to các bác nhé. Và chiều cao nó là 70 tròn đó. Và chiều sâu nó là 31 các bác nhé, chiều sâu 31. Các bác lưu giúp em, con này đây một những đôi loa rất to. Các bác nhìn cái đôi Akai ở đằng sau nó thọt lỏm bé tí so với nó luôn. Để trong nhà thì các bác những đôi này nhìn vào biết là đây là loa của những
gọi là những người thật sự có điều kiện rồi các bác. Nhìn là biết loa của những người có điều kiện rồi. Đó nên các bác nếu mà trưng bày phòng khách cũng như là vừa trưng bày vừa sưu tầm cũng như là chất âm của nó thì các bác lưu ý giúp em là nó ở tầm gọi là vượt tầm các bác nhé. Chất âm đấy, con mèo các bác nó cứ chạy qua chạy lại. Và bây giờ mời các bác cùng nghe thử một đoạn guitar trên những đôi loa như vậy nó hay như thế nào các bác nhé. Các bác có thể đánh vào những chiếc âm ly Sansui 1000X, 2000X hay là 5000X vân vân, những dòng âm ly Sansui đài cổ hay là những dòng Pioneer đài cổ 1500TD hay là những dòng Pioneer SX, dòng SX 838, 727, 737 vân vân. Rất nhiều các bác. Hay là các bác có thể chơi vào những dòng Marzahn. Trước mắt em chơi vào Marzahn, chất âm cực kỳ hay luôn. Marzahn đánh vào đây thì khỏi nghĩ luôn các bác ạ. Nó trong trẻo từng thanh âm luôn. Bây giờ cùng các bác hãy thưởng thức cái chất âm của con này khi nó gảy những bản nhạc trữ tình của đây em sẽ mở bài của Như Quỳnh đi. Mà khi em hay test Như Quỳnh các bác nghe, nếu mà bộ hay ăn như vậy là nghe hay thế nào các bác nhé. Đôi loa hay ăn cổ. Đây các bác nghe thử đấy ạ. Mình dùng từ này phê các bác nhé. Các bác cảm nhận tiếng bass của nó. Nó rõ từng tiếng một các bác. Nhấn mạnh là 6 driver của nó là 6 đường tiếng. Nó thổi ra chất âm rõ từng tí một các bác. Một đoạn này mà phê các bác ạ. Bây giờ em sẽ mở các bác một đoạn nữa, là đoạn của Hồng Trúc đi các bác, xem nó phê nào các bác. Để ý từng chi tiết một nhá. Để ý chi tiết từng phím đàn các bác nhá. Lên từng phím đàn một. Và bây giờ mời các bác cùng nghe một đoạn nhạc guitar này các bác. Cái đoạn này với đoạn đáng nghe này. Các bác nghe một đoạn guitar của Toàn Nguyễn các bác nhé. Xem nghe nó rợn gai ốc này các bác. Nguồn phát của em là từ chiếc iPad thôi các bác, lưu ý giúp em. Đã ra
Xin báo giá các bác, đôi loa giá 32 triệu đồng, đôi loa Zetilinit các bác nhá. Em chẳng biết đọc cái nào. Zetilinit các bác. Đó. Một đôi loa rất đặc biệt của Mỹ các bác. Logo này đấy. Đây những đôi loa rất cao cấp, hay em làm bằng tay các bác. Các bác tìm hiểu trên Google cái logo, cái thương hiệu này các bác nhá, thì các bác sẽ tìm hiểu được rõ. Và xin báo giá đôi loa đẹp như mới, không có một tì vết các bác, không một vết xước luôn các bác. Bọn em về nó đẹp như mới luôn. Và để các bác giá 32 triệu đồng, những đôi loa này chưa chắc có tiền, không có duyên thì không mà mua được các bác. Đây phải là có duyên thì mua được các bác nhá. Cái giá này thì cái giá để các bác, giá các bác không mặc cả, lưu giúp em. Đẹp như mới luôn các bác. Để kiếm một đôi loa đẹp như thế này các bác, đẹp như mới luôn các bác, lưu giúp em. Đó. Đây là những cái tinh chỉnh em nãy em còn để ở mức nhỏ nhất đấy các bác. Đó. Bây giờ em để mức ở giữa này. Đó, bây giờ em để giữa nghe cho nó. Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa tình dèo tình. Rồi, bác nào có nhu cầu lấy đôi loa này thì hãy nhắn tin hoặc gọi điện cho em qua số điện thoại 098 119 3686. Em giao hàng toàn quốc. Đôi loa giá 32 triệu đồng, đôi loa cổ của Mỹ, dòng high end cổ các bác nhé. Zetilinit. Đó, không bị tọc nào các bác. Cái logo bằng đồng các bác lưu giúp em. Bằng đồng các bác nhé. Không một tì vết luôn các bác lưu ý. Không một tì vết luôn. Nhật gắn giúp anh cái căng vào em. Bây giờ em sẽ gắn cái căng vào cho các bác chiêm ngưỡng lại một lần nữa để em kết thúc video. Để các bác nghe tiếp một đoạn của Chế Linh đi này. Đây, Trường Vũ, xin lỗi các bác, em mở Chế Linh các bác nghe thử đấy. Đây, 15 tình cũ đi các bác. Nó đánh nhạc sau 1975 thì khỏi nghĩ luôn các bác. Bằng cối vân vân và vân vân. Các bác để ý. Biết là có cảm nhận được cái tiếng láy lưỡi của ca sĩ của chú Chế Linh. Cái tiếng máy môi máy lưỡi nó ra luôn cái tiếng đấy các bác nhá. Nó rất là chi tiết, 6 driver. Quên đi bỏ buồn bay. Rồi, xin kính chào các bác. Các bác có nhu cầu lấy đôi loa hay là âm ly, đôi loa giá 32 triệu đồng, đôi loa cổ của Mỹ bát 36 đường tiếng, đôi loa mỗi thùng loa nặng đến hơn 30 kg, cả đôi nặng gần hơn 70 cân, gần một tạ các bác nhé. Một đôi loa lưu ý giúp em. Và chiếc mi Marzahn 2230 đẹp như mới, xuất âm tụ sò nhôm, cái con ba con tụ to như cổ tay, rất là gấu. Đánh đôi loa như vậy tuyệt vời. Giá 10 triệu tròn, chữ âm ly. Giá không bớt hai sản phẩm các bác nhé. Đây là những cái hàng đẳng cấp các bác. Rồi em xin tạm dừng video clip lại đây. Xin kính chào các bác.
Nghe hay chảy, con này cứ nghe hay nó nhảy vào nghe các bác. Cứ mở nhạc hay lên nó nhảy vào nghe. Rất là khôn, con mèo rất là khôn các bác nhé.